trình phá hủy tàu ngầm hạt nhân. Để tiêu hủy tàu ngầm hạt nhân không còn giá trị sử dụng ở các nước, lực lượng hải quân phải loại bỏ nhiên liệu, sau đó tách các khoang lò phản ứng khỏi thân tàu. Hiểm họa trôi nổi, tàu ngầm hạt nhân thường được miêu tả như công cụ sức mạnh địa chính trị đáng sợ, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và bí mật. Tuy nhiên đến cuối đời, chúng trở thành những mối họa hạt nhân trôi nổi, theo BBC. Các lực lượng hải quân trên thế giới đã mất nhiều công sức để giải quyết những chiếc tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo thời chiến tranh lạnh Kết quả là một số nghĩa địa công nghiệp kỳ lạ nhất đã ra đời, trải dài từ Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ qua vòng Bắc Cực đến thành phố Vladivostok, nơi có căn cứ hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Tại bãi phế liệu tàu ngầm ở các lối vào vịnh Oleni ở phía tây bắc bán đảo Kola của Nga, những mũi tàu dỉ xét để lộ ống phóng ngư lôi bên trong, những buồng chỉ huy bị ăn mòn đến biến dạng và thân tàu đang vỡ ra từng mảnh nhưng những con trai bị đập vỡ trên đá bởi các con mòng biển. Quỹ Bellona của Na Uy, một tổ chức quan sát về môi trường có trụ sở tại Olo, cho rằng Liên Xô đã biến biển Kara thành hồ chứa rác phóng xạ. Đáy biển có khoảng 17.000 thùng chứa chất phóng xạ hải quân, 16 lò phản ứng hạt nhân và 5 tàu ngầm hạt nhân. Một chiếc có các lò phản ứng vẫn còn nhiên liệu. Giám đốc điều hành quỹ Bellona, Liz Holmes, cảnh báo rằng khu vực biển Kara hiện là mục tiêu của các công ty dầu mỏ và khí đốt. Nhưng về nguyên tắc, một mũi khoan vô tình nhằm vào bãi rác thải này cũng có thể khiến các chất phóng xạ lan vào các khu vực ngư trường. Trong khi đó, nhiễn điện tàu ngầm chính thức có thể dễ phát hiện hơn. Người ta có thể nhìn thấy chúng trên Google Maps hoặc Google Earth bằng cách phóng to vào các bãi rác thải hạt nhân lớn nhất của Mỹ tại Hanford, Vịnh Xây Đa, Washington hoặc các nhà máy đóng tàu ngầm gần thành phố Vadi, Divotos. Đó là những hộp kim loại khổng lồ xếp nối tiếp nhau, mỗi hộp dài khoảng 12 mét hộp kim loại là những gì còn lại của hàng trăm tàu ngầm hạt nhân chúng được bịt kín và qua quá trình xử lý theo phương pháp được gọi là những đơn vị ba khoang đầu tiên tàu ngầm không còn hoạt động được kéo đến một bến tàu để loại bỏ nhiên liệu lượng nhiên liệu này sau đó được đưa lên tàu hỏa để chuyển đến các nhà máy xử lý chất thải ở mỹ quá trình này được thực hiện tại phòng thí nghiệm quốc gia idaho thuộc cơ sở phản ứng hải quân và ở nga là nhà máy sản xuất và tái chế plutonium maya ở siberia Mặc dù máy móc thuộc các bộ phận phản ứng hạt nhân giờ không còn chứa nhiên liệu uranium được làm giàu, chất liệu kim loại bên trong vẫn nhiễm phóng xạ, vì vậy chúng sẽ được tách khỏi thân tàu. Sau khi loại bỏ nhiên liệu, tàu ngầm được kéo vào vũng cạn, nơi các thiết bị cắt và hàn điện sẽ tách khỏi các khoang lò phản ứng khỏi thân tàu. Sau đó, các tấm thép dày được hàn kín vào hai đầu. Bằng phương pháp những đơn vị ba khoang, đến nay Nga đã loại bỏ 120 tàu ngầm hạt nhân của hạm đội Biển Bắc và 75 tàu ngầm hạm đội Thái Bình Dương. Trong khi đó, tại Mỹ, 125 tàu ngầm thời chiến tranh lạnh đã được tháo rỡ theo cách này. Pháp cũng đã sử dụng biện pháp tương tự. Tuy nhiên, tại Anh, tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia được thiết kế sao cho các mô đun lò phản ứng có thể được loại bỏ mà không cần phải cắt đứt các khoang giữa. Tác động đến môi trường, Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho là điểm đến của tất cả nhiên liệu cao cấp, không còn được sử dụng của Hải quân Mỹ. Từ khi tàu ngầm hạt nhân đầu tiên USS Nautilus bắt đầu hoạt động vào năm 1953, các nhóm bảo vệ môi trường cũng đã bày tỏ quan ngại về việc bảo quản nhiên liệu hạt nhân tại Mỹ. Bà Bichai Bryford từ Sanac River Oland, một tổ chức bảo vệ môi trường cho hay, lò phản ứng của USS Nautilus được thử nghiệm tại INL và từ đó cả nhiên liệu đã qua sử dụng của các tàu hạt nhân của Hải quân đều được đưa về Idaho. Một số nhiên liệu này được trữ trên mặt đất nhưng những chất thải còn lại được chôn phía trên tầng ngập nước. Điều này đang khiến nhiều người dân ở Idaho lo ngại, không chỉ về nguồn nước mà các sản phẩm nông nghiệp như khoai tây cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngay cả khi được bảo quản tốt, chất phóng xạ có thể bị rò rỉ theo những cách khác nhau. Ví dụ, ở cả INL và Hanford các cây bụi bên ngoài rơi vào các bể làm nguội, dính nước phóng xạ và sau đó bị gió thổi bay ra ngoài. Nhưng các quy trình xử lý tốn kém có vẻ không làm cho các nhà chiến lược quân sự ngừng chế tạo thêm tàu chiến. Cho đến nay, Hải quân Mỹ vẫn tin rằng các tàu ngầm hạt nhân là một thành công lớn và hiện việc thay thế những lớp tàu ngầm chính đáng đang được tiến hành. Ông Ewin Lehman, một nhà phân tích chính sách hạt nhân tại Hiệp hội các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge, Marcel Trudez nhận định không chỉ Mỹ, Nga cũng chế tạo được 4 tàu ngầm hạt nhân mới tại Severodvinsk và có thể chế tạo thêm 8 chiếc trước năm 2020. Trung Quốc cũng đang làm điều tương tự. Như vậy, các nghĩa địa tàu ngầm sẽ còn phải duy trì trong thời gian tới.